Mình đang cầm trên tay sản phẩm DJI tên là Mavic Pro. Thì hôm nay mình sẽ review cách sử dụng con Mavic Pro này cho các bạn. Đây là chiếc Mavic Pro mới ra của DJI. Như các bạn đã biết là với thiết kế nhỏ gọn, nó đã đánh bật GoPro Karma. Và với chiếc Mavic này thì nó có thể bay được với độ xa là 7 km và có thể return to home về. Và cái thứ hai nữa là nó có chức năng bám sát theo vật thể khi di chuyển. Và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm xem là Mavic Pro nó có những chức năng ưu việt như nào. Thì mời các bạn cùng theo mình ra quay thử. Rồi giờ mình sẽ bay thử chiếc Mavic Pro này cho các bạn xem nó như nào nha. Cất cánh nha các bạn. Chạm vào cái biểu tượng mũi tên ở phía bên trái màn hình, nó hướng lên trên và kéo sang bên phải để máy bay cất cánh. Rồi bắt đầu lên. Cái này là nó đang thông báo cái vật cản phía trước. Let's go. Rồi mình sẽ đưa các bạn ra cầu ánh sao nha. Xem cầu ánh sao đẹp như nào. Đó, cây cầu đẹp chưa? Chuyển sang chế độ quay bình thường nha. Ok. Chiếc Mavic này bay khá là êm nha các bạn, mà bay dễ. Bay dễ hơn so với các dòng sản phẩm như là Inspire. Inspire bay nhiều khi nó nặng nề hơn, nó tâm áp lực tâm lý hơn, còn chiếc này bay rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Thích hợp với cả một số các bạn mà thích đi phượt. Đi phượt để mang đi gọn hơn. Tháo lắp dễ dàng hơn. Ở ra khu Phú Mỹ Hưng xem có gì không. Đây, mình đi tham quan nhà giàu. Khu này đẹp quá. Giờ đang là độ cao 29m, chiều xa là 130m. Đang bay vào khu trung tâm của Phú Mỹ Hưng. Đâu, đi bay tìm vùng đất mới mà. Trung tâm Phú Mỹ Hưng. Đi ra bãi đất trống. Ok ok. Giờ xíu đi. Người ta đi tìm. Giữa khu đô thị sầm uất. Với chiếc Mavic Pro này thì các bạn chỉ có thể ngóc camera lên xuống được thôi, chứ chúng ta không có quay trái quay phải bằng phím chức năng được. Quay trái quay phải thì các bạn phải lái rudder của nó. Một số dòng như là Inspire 1 hay Inspire 2 thì nó có thể camera nó quay được 360 độ, nhưng mà Mavic Pro thì hay là Phantom thì nó chỉ ngóc lên ngóc xuống được thôi. Chất lượng của Mavic Pro thì quay cũng ở chế độ là Full HD và 4K. Nói chung là hình ảnh cũng ok, nhưng mà mình thích cam của cái thằng Phantom 4 RAW hơn. Vì sensor của Phantom 4 RAW nó lên tới 1 inch cơ. Và chất lượng hình ảnh nó thu được chi tiết hơn. Đối với cái dòng Mavic Pro ấy, thì dành cho các bạn không chuyên. Mình đi quay du lịch thì phù hợp hơn. Còn nếu mà để mà là chuyên nghiệp hơn ý, thì các bạn nên bay những cái dòng như là Phantom 4 RAW. Hoặc là Inspire 2 thì cam do Inspire 1 do Mic 5 cũng được. Nghe nói cái này câu được Canon 70D lên ha, có không? Được á, được GoPro thôi. GoPro. Ở vậy là GoPro được hả? Ừ, cống GoPro được. Vậy là mình biết thêm chức năng mới rồi nha. Đâu. Mavic có thể câu GoPro lên. Mavic chỉ có thể mang nặng với chiếc GoPro Hero 4 hoặc Hero 5 thôi, chứ còn Canon 5 thì chắc là không được.
chắc là không được. Không được, chắc chắn không được. Chắc chắn là không được. Nếu mà không lên sao chụp. Gió mạnh quá. Gió này thì với chiếc Mavic Pro thì không nhằm nhò gì nha các bạn. Và lưu ý các bạn khi mà các bạn bay ấy, các bạn thì phải ngóc luôn hướng camera về đằng trước. Camera của máy bay luôn hướng về đằng trước, lúc đi cũng như lúc về để các bạn nhìn thấy đường. Ngóc. Các bạn lùi lại mà các bạn không nhìn thấy đường, ví dụ máy bay bay thấp quá thì lúc đó nó va vào vật cản thì mình không có thể biết được. Cái này mình quay 360 độ được không anh? Được. Dạ, tốt quá. Anh tí anh đáp xuống gần đây mình review cái chức năng gọi là đi theo người nha. Ok, bây giờ mình sẽ về để mình thử cái chức năng review nha. Okay. Review cái chức năng chạy theo người đi ha. Là mình đang về này. Rồi, này người đang. Người đang đi, ví dụ người đang đi nha. À, độ cao xuống nha. Gần về tới nơi rồi. Các bạn điều khiển joystick thì mình vừa kết hợp bay về và giảm độ cao luôn thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn và thời gian về nhanh hơn. Bye, dear.